Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C4, trang 86, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C4 như sau. Nếu ta làm lại thí nghiệm ở hình 31.2, nhưng lần này cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng, hình 31.4, thì có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây? Sau khi tiến hành thí nghiệm như hình 31.4, ta trả lời bài C4 như sau. Sau khi tiến hành thí nghiệm, ta thấy rằng trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng xuất hiện. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C4.